Hi, xin chào toàn thể 500 anh em lại quay trở lại với kênh tiếng Anh Mr. Bình 102 Xin lỗi các bạn là thời gian vừa rồi mình có chút việc cho nên đã không ra video kịp thời cho các bạn Hy vọng sau video này các bạn tiếp tục ủng hộ kênh của mình nhá Đăng ký kênh, like và chia sẻ đến toàn thể uh, mọi người để mọi người cùng học tiếng Anh Thì thời gian vừa rồi là mình nhận được một vài cái câu hỏi một và một vài những lời bình luận Mình thực sự rất vui Nếu các bạn có bất cứ một câu hỏi hay bình luận nào Mong các bạn hãy gửi đến cho mình Mình có một vài câu hỏi Mình nhận được một vài câu hỏi như thế này có câu hỏi vừa hôm qua mình nhận được là à, Thầy Bình ơi có cách nào nhớ từ vựng tốt nhất không? Thì mình xin trả lời là Trước hết mình không phải là thầy giáo Cho nên các bạn Mình có dạy sai Mình có hướng dẫn các bạn sai Các bạn cứ ném đá thật mạnh vào Mình thích như vậy Sai đến đâu các bạn phải nói với, nói với mình Mình không phải là thầy giáo nha Không phải là giáo viên Cho nên là mình chỉ là người hướng dẫn các bạn Học như thế nào Theo kinh nghiệm của mình mà thôi Bản chất của mình thực ra là mình là một hướng dẫn viên du lịch Hơn 10 năm, 12 năm nay ở ngoài phố cổ Hà Nội Hiện tại mình đang ở Long Biên nhân đây thì nếu bạn nào mà có muốn học tiếng Anh á đến tận nhà thì mình sẽ đến cái khu cái khu vực ở quanh khu vực Long Biên này mình hướng dẫn cho các bạn Long Biên Ba Đình này đấy, nếu các bạn muốn nhé không phải quảng cáo đâu nha thì uh, thời gian vừa rồi là do dịch cho nên là mình cũng hơn hơn năm nay là mình đi dạy ở một số trung tâm uh, tuy nhiên thì là lúc thì đóng lúc thì mở do dịch covid đúng không ạ cho nên là cũng chán và ở nhà làm cái video này hướng dẫn các bạn chia sẻ cách học tiếng Anh với các bạn thì mong các bạn là mỗi lần xem xong video thì đừng quên để lại một cái like cho mình làm như thế thì nó sẽ hữu ích cho cái việc là mình hứng thú hơn để làm uh, để dạy tiếng Anh để hướng dẫn tiếng Anh như thế này làm video như thế này mong các bạn ủng hộ kênh của mình thế còn cái câu hỏi mà nhớ từ mới như thế nào cho hiệu quả thì mình muốn nói thế này là mỗi người đều có cách nhớ từ mới riêng nhưng với ý kiến của mình ạ là khi các bạn muốn học từ mới các bạn đừng nhớ từng từ mới riêng lẻ tức là mỗi ngày các bạn đừng cố gắng nhớ 10 20 từ nhất vào trong đầu này như thế nó rất là không ổn theo ý kiến của mình nhá không ổn mà các bạn hãy học từ mới theo là hãy nhớ cả câu nhớ cả cụm từ câu và nhớ cả bài khóa nếu có thể ví dụ như bài này chẳng hạn thì trong một cái bài này các bạn biết biết bao nhiêu là từ mới trong bài này đúng không ạ thì các bạn hãy nhớ cả một câu như này đi chứ đừng nhớ có nguyên từ này mà hãy nhớ cả một câu này và sau đó khi mà các bạn biết được một hai từ mới khác thì các bạn sẽ ghép nó vào và các bạn đọc thuộc nó đi đó là cách nhớ từ mới của mình tóm lại nhớ cả câu, cả cụm câu, chứ đừng nhớ từng từ riêng lẻ. cái việc thứ hai nữa là nhớ từ mới các bạn theo mình thì là mình nên viết ra. ví dụ như là bây giờ mình muốn uh, miêu tả về cái ngày hôm nay chẳng hạn, mình không muốn mình không biết miêu tả cái gì thì các bạn viết ra, à, cố gắng viết ra viết bằng tiếng Anh thì càng tốt. còn nếu mà khó khó quá thì các bạn viết tiếng Việt xong chuyển dịch sang tiếng Anh thì như thế thì nó không được hữu ích lắm. nhưng nếu các bạn có thể thì các bạn hãy viết từng từ tiếng Anh một, đừng quan tổng, đừng quan tâm đến ngữ pháp, bởi vì chúng ta đang nhớ từ mới, hãy viết ra bằng tiếng Anh và từ nào mà không hiểu thì có cái điện thoại bên cạnh đúng không ạ tra cứu đó và viết nó vào bởi vì là hãy uh, hãy uh, tạo cho mình một cái tài liệu riêng của mình thì mình nhớ được ví dụ như cái bài này là đây là bài riêng của mình mình cũng đi uh, lấy của một vài chỗ mỗi chỗ một tí lắp vào và tạo thành cái riêng của mình thì các bạn cũng từ cái bài này các bạn phải biết phát triển nó ra Đấy, bài này biết phát triển nó ra và các bạn tự tạo ra cái bài riêng của mình lồng ghép những từ mới riêng của mình vào theo ý của các bạn thì đó là cách nhớ từ mới tốt nhất. để theo mình ý kiến là của mình là như vậy. À. OK. Còn có bạn hỏi là thầy ơi có phải học ngữ pháp không? thì uh, mình vẫn muốn nói rằng là có. khi các bạn đã là người trưởng thành, các bạn cần phải học ngữ pháp cơ bản, thì các bạn mới giao tiếp tốt được. nó giống như chúng ta học lái xe, chúng ta cần phải học số trước chứ chúng ta nhảy lên xe ô tô cả, chúng ta học ga ngay thì tông chết người thế còn ngữ pháp như thế nào thì các bạn quay trở lại cái video của một của mình mình giải thích uh, rõ là chúng ta nên học những cái gì trước nên nên học cái gì sau đúng không ạ trong giao tiếp thực tế thì người ta không quá nghiêm trọng đi về đến ngữ pháp người ta nói uh, lực bỏ rất là nhiều tiếp theo là thầy dạy những cái tiếng lóng đi những cái câu nói mà nghe tây tay nghe tiếng lóng đi thì mình xin trả lời là mình không biết mình không biết mặc dù là hơn 10 năm nay mình làm với người nước ngoài và tiếp xúc hầu như với tất cả mọi người trên thế giới Ờ, tất cả những người hầu như nhá rất là nhiều chứ không phải là hầu như mà nhiều nhiều rồi mình không biết bởi vì thế này bởi vì tiếng lóng của mỗi một vùng miền là đều có một tiếng lóng khác nhau nếu bây giờ bạn học một một vài tiếng nghe có vẻ tây tây lắm nghe người ngoài nghe có vẻ là tây tây bản thân mình cũng không hiểu khi bạn nói với người mỹ hoặc khi bạn nói với người ở new york người ta hiểu nhưng người úc người ta không hiểu người canada cũng là nói tiếng anh người ở người 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 new zealand cũng là nói tiếng anh người nam phi cũng nói tiếng anh người israel cũng nói tiếng anh đó là những tiếng đó là tiếng anh gốc của họ, Người Ấn cũng nói tiếng anh, Singapore cũng nói tiếng anh. Tiếng anh gốc của họ hoàn toàn. À, mình được gọi, mình gọi họ là tiếng anh gốc nhá. Chứ tất nhiên là cho họ họ được học từ bên nước Anh nhưng mà mình gọi họ bởi vì tiếng anh của họ bây giờ được coi như là ngôn ngữ đầu tiên. Thế thì khi các bạn nói với người New York họ hiểu nhưng mà mình nói với ông uh, Úc, ông không hiểu đâu. Cho nên là không cần thiết lắm các bạn cứ phải học những cái từ nghe mình thấy nhiều các bạn bảo bây giờ các bạn đừng nói những từ này rất là cổ nhé các bạn phải nói những từ kiểu tây tây nghe tây tây nghe tây tây thì các bạn uh, chỉ nói với ông mỹ thôi không nói được với ông đến từ new zealand đâu mình đã thử hỏi một rất nhiều bạn bè nước ngoài của mình là mày có biết câu này không thì nó bảo là cái câu này thì tao hiểu ý của nó là nói cái gì nhưng chúng ta không dùng và đặc biệt là những cái người mà đang xem cái video của mình á, thì các bạn tạm thời các bạn học 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 đơn giản thôi học để giao tiếp được và để mục đích của chúng ta là kiếm tiền không phải là mục đích của chúng ta là để nói nó hay tiếng anh ngôn ngữ nó chỉ là cái mục đích kiếm tiền với mình nó chỉ là cái công cụ để kiếm tiền mình không quan tâm không quan trọng là là phải nghe nó sang trọng quá điều đó thì các bạn uh, nếu mà học được tiếng lóng như thế thì càng rất là tốt mình phải nói rằng là rất là tốt nha nhưng mà tạm thời các bạn đừng quan tâm đến những cái từ ngữ đó nói người ta không hiểu đâu bản thân mình mười mấy năm nay mình cũng chả hiểu được rất nhiều những cái từ mà các bạn nói ok À, thì đó là một vài câu hỏi, thực ra mình nhận, nhận được nhận được một vài cái câu hỏi ở trong cái bình luận của cái nhóm của mình, với cả message cho mình mình rất là vui. hy vọng các bạn uh, tiếp tục là có những cái bình luận hay là có câu hỏi nào cứ thoải mái đến hỏi đến mình nhá. và nếu ai mình nhắc lại nếu ai không có bảng ngữ pháp và bản uh, hội thoại này, thì các bạn uh, kéo xuống dưới, mình có để link ở dưới đó uh, hoặc là mình nhắn tin thẳng đến cho mình mình sẽ gửi uh, bà cho các bạn. Uh, ok, chúng ta vào bài luôn ngày hôm nay. xin lỗi các bạn nói hơi nhiều. video 20 lesson 8 bài học 8 tiếp tục của chủ đề How was your vacation? Kỳ nghỉ của bạn đã như thế nào? Part 2. Phần 2. Phần 1 là ở video 19. Đây là cuộc hội thoại giữa A và B. A đóng vai là Linh, B đóng vai là John. John vừa có kỳ nghỉ ở Nha Trang về, kỳ nghỉ ngắn ở Nha Trang về và Linh đã gặp John. Linh đã hỏi về kỳ nghỉ đó đã như thế nào? Linh hỏi về tình trạng máy bay này, hỏi về thức ăn này, hỏi về thời tiết này, hỏi về phong cách sạn này, hỏi về con người ở nơi đó như thế nào. Là chúng ta bắt đầu theo dõi vào bài này. Đầu tiên chúng ta phải xác định đây là một câu chuyện được kể lại. Mình kể lại một cái câu chuyện đã xảy ra, cho nên là phần lớn các động từ ở trong bài sẽ chủ yếu sẽ sử dụng động từ ở dạng quá khứ đơn. Quá khứ đơn thì các bạn đã biết rằng là quá khứ đơn thì động từ sẽ thêm đuôi ED vào với các động từ theo quy tắc Thế còn một số các động từ bất quy tắc thì các bạn cần phải học thuộc lòng Các bạn có thể vào nhóm học học nhanh tiếng Anh của mình Mình sẽ đăng tải cái bảng động từ bất quy tắc ở trên đó Và các bạn có thể lốt về Ok, bây giờ mình sẽ đọc thật chậm cho các bạn Và mình sẽ dịch nghĩa luôn cho các bạn Dịch nghĩa luôn cho các bạn Và sau đó mình sẽ hướng dẫn phát âm một chút Và tìm ra những từ mới và những cấu trúc từ mới Và các bạn hãy thực hành tự ghép Tự ghép từ của các bạn vào Bắt đầu nha. Hi, John. Xin chào, John. How was your vacation? Kỳ nghỉ của bạn đã như thế nào? Was it nice? Nó tốt đẹp chứ? No, no. Không, không. It was terrible. Nó thật là kinh khủng, thật là tồi tệ. I don't want to talk about it tôi không muốn nói về nó. What happened? Điều gì đã xảy ra thế? Chuyện gì thế? Was the flight okay? Chuyến bay tốt đẹp chứ? Chuyến bay ok chứ? No, không. The flight was delayed for two hours. Chuyến bay đã bị trì hoãn hai tiếng đồng hồ. I arrived in Nha Trang at 2 a.m. next day. Tôi đến Nha Trang lúc 2 giờ sáng vào ngày hôm sau. Was the weather nice after you arrived? Thời tiết thì là đẹp chứ sau khi mà bạn đến? No, không. It rained all day. Nó no. trời mưa suốt cả ngày. I stayed inside the hotel and watched TV. Tôi ở trong phòng khách sạn và xem TV. How about the hotel room? Thế còn phòng khách sạn thì sao? Was it comfortable? Nó được nó thoải mái chứ? Thoải mái chứ? It was okay. Cũng được, nó cũng ok. But nhưng mà It was right next to a bar. Nó ở ngay bên cạnh một cái quán bar. So loud. Ồn ào, ồn ào lắm. Ồn ào lắm. I couldn't sleep well. Tôi đã không thể ngủ được. I guess. Tôi đoán. The food was delicious. Wasn't it? Wasn't it? Tôi đoán thức ăn ngon miệng có đúng không nào the food was fine thức ăn thì cũng được but it was too spicy for me nhưng mà cay quá đối với tôi and và the waiters were unfriendly và những cái người bồi bàn những người phục vụ thì không được thân thiện lắm oh I'm so sorry to hear about it. I'm so sorry to hear about that. Oh, tôi lấy làm tiếc đã nghe về cái điều đó. It was an unforgettable trip in my life. Đó là một chuyến đi không bao giờ quên được trong cuộc đời của tôi. Đó, mình đấy là mình đọc chậm chậm phát âm. Chậm chậm một chút thì là dịch nghĩa. Uh, các bạn hãy uh, xem kỹ hơn ở phần nội dung nhé, mình sẽ có những từ mới và đồng thời mình có thể mình viết bài này ở dưới uh, phần nội dung, mình sẽ dịch cho các bạn, các bạn sẽ hiểu rõ hơn. Thế thì bây giờ mình các bạn cần phải phát âm, uh, phát âm. mình sẽ uh, um, đọc nhanh thêm một chút này. Hi John, xin chào John. How was your vacation? Chuyến đi của bạn như thế nào? Was it nice? Nói tốt đẹp chứ? No, it was terrible. Nó no, không không, nó rất là kinh khủng. I don't want to talk about it. Nó no, tôi không muốn nói về việc đó nữa. What happened? Chuyện gì đã xảy ra thế? Was the flight okay? Chuyến bay tốt đẹp chứ? No, không. The flight was delayed for 2 hours. Chuyến bay đã bị trì hoãn 2 tiếng đồng hồ. I arrived in Nha Trang at 2 a.m next day. Tôi đến Nha Trang lúc 2 giờ sáng ngày hôm sau. Was the weather nice after you arrived? Thời tiết thì là đẹp chứ. Sau khi mà bạn đến, no, không. It rained all day. Trời mưa suốt ngày. I stayed inside the hotel and watched TV. Tôi ở trong phòng khách sạn và xem TV. How about the hotel room? Thế phòng, còn phòng khách sạn thì sao? Was it comfortable? Um, thoải mái chứ? It was okay. Cũng được. But it was right next to a bar. Nó nhưng mà nó ở ngay bên cạnh cái quán bar. So loud rất là ồn ào. I couldn't sleep well. Tôi đã không thể ngủ được. I guess tôi đoán rằng the food was delicious. Thức ăn rất là ngon miệng, wasn't it? Có đúng không nào? The food was fine. Thức ăn thì được, but it was too spicy for me. nhưng mà nó quá là cay đối với tôi. And the waiters were unfriendly. Và những cái người phục vụ thì không được thân thiện lắm. Oh, oh, I'm sorry to hear about that. Tôi rất lấy làm tiếc khi nghe về điều đó It was an unforgettable trip in my life Ừ Đó là một cái kỳ nghỉ Một chuyến hành trình không bao giờ quên được trong cuộc đời của tôi Đọc nhanh thế nhá Bây giờ phát âm Phát âm thì các bạn uh, Biết rồi đúng không ạ Như cái này thì các bạn nếu mà xem uh, lần lượt các video của mình Thì mình đều có phát âm Thì bây giờ càng ngày mình sẽ càng uh, hướng dẫn các bạn phát âm ít thôi Hi John How was S này, How was Was your vacation Đây là đuôi Shin, shin, shin Đúng không ạ? Đuôi shin Was it Cái này thì các bạn lưới một chút này Nếu muốn chưa Was it Was it Was it Đấy. Nice Nike này Có phần chữ cờ e của câu Sẽ bật âm ra là s. Phần lớn sẽ bật âm ra là s nha Was it Các bạn nói là was it nice Was it nice No, it was terrible Cái này là terrible terrible này, các bạn lưu ý này, cái vần mà ở cuối, cuối từ mà các bạn nhìn thấy chữ lê hoặc là bờ lê này thì thông được sẽ đọc là ổ oh, âm đó sẽ là âm ổ oh. âm ổ, oh. cái này là it was terrible terrible terrible, đấy. có vần bờ lê ở cuối câu đọc là bổ, nếu mà vần bờ chữ p đấy p chữ lê thì đọc là pò, có chữ bờ thì đọc là bổ Ví dụ như là <laughs> Ví dụ mình có một số từ Ví dụ như là từ uh, um, Table đúng không? Ạ? Table là cái bàn cũng đọc là bồ đúng không ạ Apple Quả táo đúng không Đấy Các bạn nhìn vào đây các bạn có thể tự phát làm uh, phiên âm được nha I don't want I don't I don't want to talk 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 about Talk about Yeah Các bạn chỗ này các bạn có thể luyến một chút đúng không ạ Talk about Talk này C about Talk about Đấy talk about nhưng đọc nhanh lên thì là talk about đấy, luyến sang bởi vì là uể oải năm từ uể oải đúng không ạ đấy, talk about talk about it talk about it cái từ này các bạn phải xuống cái câu talk about it it uh, it thì thực ra là người mình nói riêng người mỹ nhé thì trong cái trường hợp about ở đây á uh, about chữ t này này người mỹ nó rất hay đọc là thành chữ đờ yeah, about it about it about it đấy người mỹ đọc thế nhưng khi các bạn đọc cho tất cả mọi người đều hiểu thì các bạn nói là about it about it nhà yeah, ai cũng sẽ hiểu what happened what happened đấy. what cái bây giờ đúng không what này happen này cái này là happen giống cái happy này happened cái này có đuôi ed thì các bạn phải biết cách đọc đuôi ed như thế nào đuôi ed nó sẽ có ba cách đọc một là phát âm là It hai là phát âm là tờ đọc là T ba phát âm là âm đờ là tờ. Đấy. thì cái này thì các bạn học ngoài nhé cách phát âm các bạn hãy tra cứu uh, cách phát âm đuôi ed và tốt nhất các bạn vào cái trang group của mình mình sẽ gửi một cái bài um, uh, cách phát âm đuôi ed ở trên đó các bạn có thể lót về Đấy. thì trong trường hợp này sẽ là what happened âm d âm đờ là âm gió ở cuối câu. What happened? What happened? Was the flight okay? Was the flight okay? Đúng không? Was the flight yeah, flight okay? Yeah, ôi lên chút. Was the flight okay? Chuyến bay okay chứ, đúng không? No, không. The flight was was đi. The... Cái này là đi này. Lay, delayed. Đấy, cũng là đuôi ed này. Đuôi ed này. Delayed. Nhưng thực ra là khi mà trong câu á Khi mà phát âm mà cái đuôi ED ở trong câu Thì những cái âm gió ở nó nào nếu từ đó mà nằm ở trong giữa câu Thì nó không quá nghiêm trọng Mà hãy bật âm gió ở cuối câu nếu từ đó ở cuối câu nhé Còn trong câu ví dụ là Như ví dụ này What happened? Cố gắng bật âm gió ra Còn nếu trong trường hợp này No, the flight was delayed Nó là delayed nhưng khoa nhưng không ai nghe được từ của các bạn đâu các bạn nói bình thường thôi the flight was delayed for two hours hours, hours có âm sc đúng không? hours, bởi vì là hai tiếng mà, một tiếng là one hour, hai tiếng là two hours. All right. I cái này là uh, arrive, 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 arrived, I arrived, right. arrived. âm gió của âm này cũng là âm d, đuôi ed. Bởi vì đây là các động từ, Thêm đuôi ed đang ở dạng quá khứ nha. I arrived in I arrived in. Đấy, đây, tại sao lại có âm gió trong trường hợp này? Mình lại hướng dẫn các bạn này. Chính vì khi có âm gió, âm này âm phát âm cuối của nó âm đ. Cho nên khi người ta luyến nhanh người ta sẽ âm luôn là âm din, tức là I arrived in. Nếu đọc nếu người Tây đọc nhanh I arrived in. I arrive in. Đấy, I arrive. Âm gió là âm sẽ luyến sang âm in là I arrived in. I arrived in, Đúng không? I arrived in. Nha Trang, NT là kiểu là Nha Trang at vào lúc 2 a m. 2 giờ sáng next yeah, next next day next day ngày 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 tiếp theo arrive đọc lại này arrived arrived in Chào từ điển các bạn nha was the weather nice after after you arrived Đấy, right. chỗ này thì bắt buộc các bạn cố gắng làm sao phải phát âm được âm Đó. âm right. um... Đó bởi vì là đứng sau từ v này đây là cách đọc của đuôi ed có ba cách đọc thì trong trường hợp này nó phải âm là âm thì các bạn cố gắng làm sao âm cuối câu các bạn sẽ phải âm bật âm đờ ra was the was the weather nice after er đây là phần er đúng không r để bao cũng bao giờ cũng đọc là er cái phần cái đuôi er thì after này after after này tơ tơ các bạn đọc như như tiếng việt thôi after you a à, thì đọc là ơ hoặc là a à. trong một số trường hợp đọc là ơ một số trường hợp, trường hợp đọc, đọc là a à. các bạn tra từ điển thế đi ngay cái này đọc là arrived 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 cố gắng phát âm gió thì tốt quá nếu không có thì thôi tiếp theo này it yeah, no it rain Ain à, rain rain cái đuôi a in này thì sẽ là n là thông thường sẽ phải âm phiên âm là âm a ví dụ như là name, blame, đúng không ạ, train, đấy các bạn đều có từ a i n hoặc là a i n m thì là nếu a i n m thì các bạn là aim còn nếu mà a i n thì là in, in và đấy. thế thôi các bạn nhìn vào cái này thì các bạn phải biết áp dụng các từ khác để mà đọc chứ không phải là chúng ta phải học mấy tháng rồi cái phát âm. các bạn học sơ qua bảng ipa nếu có thể, học sơ qua cách đọc và sau đó các bạn áp dụng vào trực tiếp vào bài này và từ những từ này các bạn phải biết áp dụng vào các từ khác các bạn nhìn thấy cái từ vần a i n này đọc là a -I n a đọc là m thì nếu mà đằng trước nó là từ b chẳng hạn thì là blame đúng không ạ trước nó là từ n thì là name đấy các bạn nhìn vào đó các bạn có thể tự phát âm được it rained all day all yeah all day all day âm l ở cuối câu này cố gắng làm sao ấn lướt lên l đúng không ạ Bởi vì, nhỉ all day i stayed yeah. i stay cũng đuôi ed này i stay inside inside đấy cái phần này cũng hay đọc là i đúng không ạ inside the hotel and watched tv watched tv đây cũng đuôi ed này đuôi ed trong trường hợp này bởi vì là nó ở uh, âm của nó là âm trước đuôi ed cho nên trong trường hợp này nó sẽ phải âm là âm âm từ. À, đây là mình hướng dẫn các bạn sơ qua thôi nha. Yeah. I stay inside the hotel and watch, watch, à cái từ này watch TV, watch TV, watch, watch TV. Nếu các bạn bật 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 âm gió âm t, nếu không thì thôi. How about, how about, how about, how about, about, đọc ngắn thôi about, how about the hotel room, the hotel room, um. Vần này thì đường thường o o m này thường là vần ư. Đúng không ạ? Ví dụ như là bloom, cái chổi bloom, cái chổi. Ví dụ như là uh, soon, s so, o o n là sớm. Như vậy là u. U thì là to room, đúng không ạ? Các bạn nhìn vào đây các bạn sẽ biết khả năng rất nhiều nó sẽ phải làm phần âm u. Từ đó là các bạn khi mà các bạn đọc cái bài nào đó các bạn sẽ nhìn vào đó mà các bạn sẽ quen dần was it? was it? Was it? We learn was, was it. Was it comfortable. Cái này là phần comfortable. No no. Nhiều người có thể đọc khi các bạn đọc là comfortable thì ai cũng hiểu Nhưng tuy nhiên trong cái trường hợp này á, rất nhiều từ á cái từ for này là giờ nó là âm câm. Cho nên là comfortable, comfortable, comfortable. chứ không phải là for. Mặc dù nó có từ for ở đây nhưng mà nó là âm câm như là com comfort table, right? Comfortable. Ah, oh, was it comfortable? Comfortable, but of table. Đấy. Đây cũng có chữ bờ le đấy, nó sẽ là ổ. Trước đó là chữ bờ là bổ. Đấy, đơn giản như vậy thôi. It was okay, it was okay, it was so... À, cố gắng là it was okay, it was okay. Luyện sang không? It was okay, it was okay. But it was right next to it was right. Cái, cái vần này cũng đọc là hai thường, hai phiên âm là từ I i g h cũng hay được với âm từ i bright ví dụ như là từ bright b r i g h T. bright high chiều cao rồi thì là từ um, might có thể rồi thì là từ uh... ôi nhiều từ lắm các bạn tự tìm thấy rất nhiều từ next to a bar a bar r Quần hồng quần lưới lên chữ R ở cuối câu Quần hồng quần lưới lên nha Bar so loud Cái đây là out out loud. So, loud so loud So loud I couldn't sleep Oh shit Sleep Yeah sleep Sleep well I couldn't sleep well Well Very well đấy Well I couldn't yeah, I couldn't I couldn't sleep well I couldn't sleep Sleep well Như vậy các bạn nhìn vào chữ hai chữ ee này thông thường nó cũng sẽ được phần âm là y à, thường sẽ được phần âm là y à, y dài đấy y được hai chấm này à, y dài hoặc là y, mình gọi là y dài tức là y hai chấm tiếng anh không không có y dài mình gọi là y hai chấm tức là y y cười à, sleep well sleep well đây, nhìn vào đây hai hai âm e thì, thì đọc là y phần lớn là phần lớn sẽ đọc là y thì các bạn sẽ từ vào đó các bạn sẽ quen dần đúng không ạ i guess sc đúng không i guess có sc này Phát âm ra, I guess the food was delicious, 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 delicious. delicious. Yeah, là ngon miệng. Yeah, I was the food was delicious, ngon miệng, delicious. Các bạn tra từ điển để có thể phát âm tốt hơn. Wasn't it? Nè, wasn't, wasn't it? Wasn't it? Wasn't it? Uh, wasn't it? Có phải không nào? Wasn't it? Có phải thế không nào? The food was fine. Fine. Đây, ine đây in im chữ ne đây cũng đọc là vần là vần i yeah. fine ví dụ là giống kiểu i'm fine i i fine the food was fine đừng có là the food was fine nếu các bạn nói là the food was fine fine nó có thể thành số 5 mất rồi hoặc là fine lại thành đánh nhau mất rồi đúng không ạ fine i right. the food was fine i fine but it was too spicy à cái này là spice chui này đây là hai o với nhau thì thường được đọc là u đúng không ạ thì là đây là chi mà was chi sờ này pờ này i thì đọc là I đúng không ạ thì là spicy i này bao người ta có thể đọc sẽ đọc là I hoặc là i tùy nhưng mà trong trường hợp này đọc là spicy đúng không? spicy spicy for me and the way yeah, cái này là waiters 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 bởi vì người ta đang ám chỉ về nhiều người bồi bàn cho nên là waiters là số nhiều S gì nha wait a wait waiters cái phần a i T này thuộc được, được phía âm là phần âm e e được phía âm được âm e waiters ví dụ từ wait đợi từ uh, um... ôi nhiều từ lắm ok waiters were cái này là were 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 bình thường nói were unfriendly un un này un này un đọc là ăn này unfriendly unfriendly oh oh i'm so sorry to hear you know, like hear hear oh hear i'm so sorry to hear i'm so sorry to hear about about that about that i'm so sorry to hear about that it was un unforgettable un yeah un, un, unforget unforgettable 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 it was an unforgettable It was an, nếu các bạn muốn luyến đây, các bạn cũng có thể luyến sang đúng không ạ? It was an un, It was an unforgettable and un, un, it was an unforgettable. đấy trip in my life. Cái life chỗ này phải phát, phát âm F ra nhá, đừng có phát âm là like không nó lại thành thích rồi thì từ sống mất. nên là life. Đính bật chữ F ra life. Life. Ví dụ như là knife. Con dao knife đúng không ạ? cứ F ra mà ra. Đó, đó là về cái cách phát âm thì các bạn có thể là tự học thêm ngoài hoặc các bạn có thể là có cái gì không hiểu các bạn comment hoặc là gửi đến, đến cho mình. Ừ, có gì đấy nhỉ? Ừ, phát âm. Ok, thì bây giờ mình nói về ngữ pháp là thế này. Thì đầu tiên là các bạn xác định đây là một bài mà người ta kể về cái câu chuyện của mình trong quá khứ, cho nên là bài này thuộc dạng quá khứ đơn rất là nhiều. Bây giờ là câu đầu tiên này, how was Your vacation, vacation. How was your your vacation? How was? Các bạn nhớ luôn cả cụm từ này luôn đi. Đây chính là cách học từ mới đối với mình. How was kỳ nghỉ của bạn đã như thế nào? Thì, thì bây giờ khi các bạn muốn nói cái gì đó là đã như thế nào ở trong quá khứ, thì các bạn dùng luôn cho mình là từ how was và các bạn phải biết thay thế cái từ khác của bạn vào đây. Ví dụ từ vacation là từ kỳ nghỉ. Thì bây giờ các bạn có thể thay, thay, thay từ khác ví dụ, ví dụ như từ holiday Cũng là kỳ nghỉ Có thể thay từ birthday là sinh nhật Có thể thay thế từ New year cũng được Ví dụ các từ khác các bạn thay thế vào đây và các bạn nói Ví dụ các bạn nói Oh um, Sinh nhật của bạn như thế nào Các bạn nói là gì How was your birthday Như vậy là cái từ birthday của bạn rồi, nhớ được từ đó đúng không ạ? Nhớ cả cụm là how was và từ mới là birthday Như vậy các bạn cứ nói, how was your birthday? Kỳ nghị của, uh, sinh nhật của bạn như thế nào? How was your wedding last year? Uh, đám cưới của bạn như thế nào năm ngoái? How was your yesterday? Ngày hôm qua của bạn như thế nào? How was your uh, conference? cuộc uh, họp của bạn như thế nào đó tức là khi mình hỏi ai đó cái gì đó về đã sử dụng cho đã xảy ra trong quá khứ các bạn sử dụng từ how was đúng không how was cái gì đó đã như thế nào còn your nếu các bạn đây là your là của bạn thì bây giờ nếu mà của anh ấy các bạn dùng từ his nếu của cô ấy các bạn dùng từ her đúng không các bạn xem lại cái bảng tân ngữ của mình đó các bạn chỉ biết thay thế nó vào thôi và thay thế cái từ vacation là những từ khác để tạo thành cái của bạn và các bạn đọc thuộc nó đi tiếp theo này đây là câu hỏi này Câu hỏi câu câu thứ hai cũng là câu hỏi. Was was it nice? Đây là một câu hỏi ở mình đang hỏi người ta trong quá khứ là cái chuyến hành trình của bạn, cái kỳ nghỉ của bạn tuyệt vời chứ, đẹp chứ? Nice có nghĩa là tốt đẹp đúng không ạ? Was it nice? Cái từ it này là thay thế từ vacation, tức là người ta không muốn nhắc lại từ vacation nữa. Nó tốt đẹp chứ? Đúng không ạ? Thì bây giờ là it thì lại phải đi với lại was ở dạng quá khứ đơn. Các bạn xem lại bằng ngữ bản pháp đúng không ạ? Was it nice? Nó tốt đẹp chứ? Đúng Câu hỏi thì đặt động từ to be lên đầu câu. No, không, it was terrible. Terrible ở đây từ mới các bạn cho từ mới vào đây. Nhớ từ mới lên luôn này cho tôi là terrible. Terrible có nghĩa là tồi tệ, kinh khủng. Terrible, tồi tệ kinh khủng. Bây giờ hãy chọn cho mình khoảng 2 đến 3 càng hướng tốt nhưng khoảng 2 3 từ mới mà có liên quan đến cái từ này và các bạn ghép vào đây. Và các bạn tự nói với uh, tự nói của bạn không it was horrible à mình được mình đã tìm ra từ horrible cũng là từ uh, uh, kinh khủng đấy thay thế từ horrible vào Đúng không? thay thế từ horrible vào này rồi thì thay thế từ um, it was uh, wonderful wonderful tuyệt vời it was great đó thay thế các từ đấy vào nha nhớ cả it was it was nó đã như thế nào đó mình trả lời mà it was đúng không I don't want to talk about it tôi không muốn à tôi không thì là I don't want tôi không muốn yeah I don't like tôi không thích tôi không muốn là I don't want I don't want to want to talk à, mình có từ tu ở trong trường hợp này à, thì mình muốn nói các bạn một cái mẹo như thế này này à, trong tiếng Anh á thông thường nhá rất nhiều mình gọi là rất nhiều hai động từ đứng gần nhau thì rất nhiều thông thường là sẽ có từng tu đứng giữa đấy ngoại trừ một ngoại ngoại trừ nhiều trường hợp còn không là hai động từ đứng gần nhau thông thường có từ tu đứng giữa thế các bạn cứ nói tu thôi I don't want tôi không muốn to talk nói talk about là nói về cái gì đó talk about it nói về nó nữa I don't want to talk about it thì bây giờ các bạn thay thế từ talk này bằng các từ khác cho mình để làm cái của bạn I don't want to talk about it tôi không muốn nói về nó nữa thì bây giờ bạn nói là tôi không muốn đề cập về nó nữa Thì các bạn nói là I don't want to mention about it Mention là đề cập đó Hoặc là các bạn tôi không muốn nhớ về nó nữa I don't want to remember about it Đấy, Các bạn hãy lấy những từ của các bạn cho vào đây Và nhớ cả cụm câu này Và thực hành với, với các bạn của bạn đó. What happened? Điều gì đã xảy ra thế? À, là bình thường bình thường nó chỉ là từ happen này thôi là xảy ra đúng không ạ? Nhưng bởi vì đây là người ta đang hỏi trong quá khứ Cho nên phải có đuôi ED này vào What happened? Điều gì đã xảy ra thế? Đây là một câu hỏi à, Sẽ có nhiều bạn phân vân là tại sao không có uh, động từ hoặc là động từ to be đứng lên đầu câu đúng không ạ? Không có chủ ngữ Thì đây là một đây là một trong số, số cái dạng đặc biệt Các bạn chỉ cần nhớ thế thôi Các bạn không cần hiểu về hiểu dài dòng Đặc biệt Was the flight okay? Chuyến bay ok chứ? Flight Nhớ luôn từ mới A flight yeah, Flight ok Nào học thuộc luôn câu Was the flight okay? Chuyến bay ok chứ? Chuyến bay được chứ? Đúng không? Flight là chuyến bay. Thì bây giờ chuyến bay ở đây thì nó chính là hàm ý của từ it có nghĩa là nó. Nó là chỉ vật mà, vật nó chính là từ it là nó đúng không ạ? Thì it quá khứ đi với lại was, động từ của it quá khứ to be với lại was. Thế bây giờ câu hỏi thì mình cho thằng was lên đầu câu thôi. Was the flight ok? Chuyến bay ok chứ? Flight. Cái này là flight là chuyến bay. Các bạn đừng nhầm sang từ fly là động từ bay, view này nhá. Fly là bay. Shoo. Ví dụ tôi bay đến Hồ Chí Minh chẳng hạn. I fly to to Ho Chi Minh City. Tôi bay đến Hồ Chí Minh. Thế còn cái từ flight đây là chuyến bay, đây là danh từ, còn fly là động từ. Các bạn thay thế các từ khác vào, ví dụ was the uh, was a car, cái cái ô tô thì tốt chứ chẳng hạn vân vân, thế nữa vào. No, the flight, không, chuyến bay có từ the bởi vì là đã xác định đúng không ạ? Xác định là chuyến bay của tôi. The flight chuyến bay was delayed. À, chuyến bay của tôi bị trì hoãn. À, cái này hơi khó đối với các bạn một chút này. Là đây là tại sao lại có từ was động từ to be mà lại có chỗ này có động có động từ thường mà lại thêm ed này vào nữa, thật là phức tạp đúng không? Nhưng đây là một loại câu bị động trong quá khứ. Có nghĩa là mình dịch nghĩa cho các bạn nhé là chuyến bay không, chuyến bay bị trì hoãn. À, câu bị động có nghĩa là dịch nôm na có nghĩa là bị hoặc là được thì chúng ta phải luôn có động từ to be cộng với lại động từ thường ở dạng quá khứ phân từ 2 tức là V3. Bản pháp của mình là mình đã hướng dẫn các bạn. Đó. Thì bây giờ là was flight bởi vì đây ở dạng quá khứ cho nên là to be phải chuyển sang dạng quá khứ cộng với lại động từ ở dạng V3. Động cái đuôi ED này vào bởi vì từ delay này là một động từ theo quy tắc cho nên thêm đuôi ED vào. The flight chuyến bay bị này cái này là to be cộng với lại động từ thêm đuôi ở đây có nghĩa là bị này cái này cả cộng từ này dịch là bị nhá chuyến bay bị trì hoãn Đấy, delay có nghĩa là trì hoãn thì bây giờ các bạn thay thế từ delay trì hoãn các bạn hãy tìm cho tôi khoảng hai ba từ khác thay thế vào để làm cái của các bạn đi ví dụ như là chuyến bay bị hủy hai tiếng chẳng hạn hoặc là bị hủy cái gì đó bị hủy các bạn có thể từ dùng dùng từ đây mình tìm ra từ cancel. cancel là cancel là tự hủy Yeah, cancel, à, biết rồi, cái, cái, từ này biết rồi Cancel, các bạn ơi là The flight was cancelled. À, chuyến bay của tôi biết, bay bị, bị, hủy for 2 hours, biết rồi cho 2 tiếng đồng hồ. I arrived in, arrived. Cái từ arrived, nó không, bản chất của nó không đuôi đê, đuôi, đuôi uh, bản chất của nó là từ arrived. Nhưng bởi vì dạng quá khứ cho nên phải thêm đuôi đê vào nhá. Tôi đã đến, nhưng mà câu chuyện đây là một câu chuyện đúng không? I arrived. Bản thân từ arrive có nghĩa là đến. Các bạn nốt vào trong tờ giấy của mình là arrive là đến. Tôi đến, I arrive đến đâu đó. Thế còn bây giờ arrive thì nó lại có hai loại. Một là loại arrive in. Arrive kết hợp với lại in. Tức là arrive in có nghĩa là đến một cái địa điểm nào đó to, lớn. Ví dụ như là một thành phố, một đất nước. I arrive in Ho Chi Minh City. Tôi đến thành phố Hồ Chí Minh. loại thứ hai tức là arrive at. Arrive at it. At này, này arrive at thì cái từ arrive at là nó muốn hàm nó hay dùng trong trường hợp là mình đến một cái địa điểm nhỏ ví dụ như đến một cái quán bar đến một cái shop đến một cái cửa hàng đến một trường học đến một bệnh viện chẳng hạn thế đến một cái nơi nào đó nhỏ nhỏ thì có sự phân biệt giữa arrive in và arrive at đó nha các bạn lưu ý nha Đến đâu rồi nhỉ arrive in at Nha Trang. Nha Trang là thành phố, chúng ta dùng in đúng không ạ? Tôi đến, các bạn dùng các từ khác vào đây. Ví dụ từ got. À, cũng có, thể các bạn dùng từ got này vừa nữa. Đấy, the got này nó có rất nhiều trường hợp. Trong, trong trường hợp là tôi đến Nha Trang lúc 2 giờ sáng, các bạn cũng có thể nói là I got in Nha Trang. Cũng có hiểu, chả sao cả. I arrive, or I, I reach. R, E, này. Đấy, các bạn cũng có thể tìm hiểu, tìm, cái này là tìm tiếp cận đến. Cũng có được. Tiếp cận, các bạn thấy thế vào đây tôi tiếp cận nhà trang lúc 2 giờ sáng cũng có thể hiểu được mặc dù là nó không nghĩa nó hơi ngang nhưng mà chúng ta đang học từ mới mà đúng không ạ I arrive in nhà trang at 2 a.m. at là vào giờ đúng không ạ các bạn nhớ cho mình là ngày on giờ at tháng năm in ngày chúng ta dùng on giờ chúng ta dùng at tháng năm chúng ta dùng in bây giờ là giờ vào lúc 2 giờ sáng này I arrive in nhà trang at 2 a.m. 2 a.m. 2 giờ sáng next day next là kết next là tiếp theo đúng không ạ day là ngày cho nên là next day là ngày tiếp theo thế còn bây giờ các bạn lại phải áp dụng là năm tiếp theo là next year đúng không các bạn áp dụng vào và các bạn tự làm cái bài của bạn đi tiếp theo was the weather nice after thời tiết thì đẹp đây là câu hỏi cho nên là chúng ta dùng động từ to be để lên ở đầu câu đúng không ạ weather thời tiết chỉ có một thời tiết thôi cho nên là chúng ta phải dùng was đúng không ạ bởi vì thời tiết chỗ weather này nó ám chỉ nó chính là từ it là nó cho nên là dùng was lên, đầu câu tạo thành câu hỏi ở dạng trong quá khứ đơn. Nice đẹp chứ? After sau khi after là sau khi này. You arrived sau khi mà bạn đến đúng không ạ? Sau khi mà bạn tiếp cận đến. Arrive bạn có thể là arrive in Nha Trang. Còn nếu không thì bạn là arrived. Ok, oh, nó ngắn gọn thôi đúng không? Was the weather nice after you arrived? Thời tiết đẹp thì đẹp chứ sau khi mà bạn đến. No, không it rained all day. Không trời mưa suốt cả ngày all day ô giả yeah, all là suốt tất cả. Đây là ngày All day là suốt ngày trời mưa cả một ngày rồi đúng không ạ? It rains, rain là mưa đúng không ạ? Bản thân từ rain này là một động từ là mưa. Thế thì nó là quá khứ cho nên chúng ta thêm đuôi ed vào đúng không ạ? It rained all day, mưa suốt cả ngày. Thì bây giờ các bạn thay thế các từ khác và ví dụ là trời, 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 um, trời uh, rất là mát mẻ. Các bạn thêm thay, thay từ mát mẻ vào từ cool đúng không ạ? Trời rất là lạnh, từ cold lạnh. Rồi thì các từ khác ví dụ như là từ trời rất là um, nhiều mây cloudy trời rất là nắng sunny đấy thay thế vào đây đúng không ạ sunny it was sunny all day đúng không ạ đây, đây, là động từ nhá rain là động từ còn rainy là tính từ ok tiếp theo này I stay tôi ở inside nhà yeah, inside là bên trong còn bên ngoài là gì outside đấy Outside, bên ngoài, inside, thì bên trong I stay, tôi ở bên trong khách sạn Và như tiếng Việt mình này Watch, xem, TV Watch, bản thân nó là từ watch Này là, 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 là xem đúng không Watch football Watch football là xem bóng đá đấy Watch, là xem Thì bây giờ thêm AD này vào vì nó đã ở quá khứ Tôi đã xem TV I I watch TV yeah. How about, à các bạn biết rồi Ở các video trước How about, cộng một cái gì, cộng một cái danh từ hoặc cũng danh từ thì tức là hỏi về cái gì đó như đã như thế nào Hỏi về cái gì đó Còn thì sao Sau đi các bạn là How about Cộng với lại danh từ hoặc cụm danh từ Có nghĩa là hỏi cái gì đó Còn thì sao How about you Còn bạn thì sao Đấy thì bây giờ là How about the hotel room Hotel room Phòng Phòng nào Phòng khách sạn Đúng không ạ How about the hotel room Về Còn phòng thích Thế còn phòng khách sạn Thì sao Nhớ luôn cũng Cũng câu cho mình là từ how about này nhá Lấy thật nhiều ví dụ là how about cái gì đó Hay là hay dung nói chuyện với các bạn Was it comfortable? Nó thoải mái chứ It là nó đúng không ạ? Nó ở đây là thay thế cho từ hotel room Was it comfortable? Nó thoải mái chứ Đúng không ạ? Nó thoải mái chứ Mình sẽ trước cái pháp cho các bạn Mình lấy ví dụ nha, đặt một tình huống thôi How about the hotel rooms? Giả sử nha, đây là trường hợp giả sử Những phòng khách sạn thì như thế nào? Và giả sử cái người hỏi muốn hỏi là thì những phòng khách sạn thì như thế nào? Đấy, giả sử nhá. Thì chỗ này chúng ta không dùng là was it, mà chúng ta phải dùng là gì? Were they, were they, were they, were they comfortable? Chứ không dùng là was it comfortable? Bởi vì chỗ này người ta đang ám chỉ là một phòng khách sạn, hoặc là hỏi chung chung thôi. Nên là người ta hỏi chung chung hoặc là hỏi ý là phòng khách sạn. Thì chỗ này ít ở đây thay thế từ hotel room. Nhưng nếu giả sử có từ SC là nhiều phòng khách sạn thì ít chỗ này sẽ trở thành là từ they. Đó là chúng. Thế nhưng phòng khách sạn thì như thế nào? Ồ, oh, chúng thoải mái chứ, đúng không ạ? Thì chỗ này phải thay thế từ từ they. They thì lại đi về quá khứ to be là were. Thì là chúng ta lại phải sử dụng là were they comfortable? Đấy, thoải mái. Thoải mái chứ. Was it comfortable? Comfortable cũng là thoải mái. Nào, nhớ từ mới luôn comfortable nhớ là thoải mái thế bây giờ các bạn hãy nhờ vật nhà và vào bài này các bạn xem cho tôi hai ba từ mới vào đây được chứ cái này nó một cách rất là bạn bè it was ok được but it was right next to a bar nào từ mới đây next to next to có nghĩa là gì nhỉ next to có nghĩa là bên cạnh Đói. bên cạnh là next to là bên cạnh cái này là nhớ nha từ mới nha next to là bên cạnh thế bây giờ lại có từ right À, right có rất là nhiều nghĩa nhưng trong trường hợp mà từ right đi với lại giới từ chỉ vị trí thì có nghĩa là ngay. Ví dụ trong trường hợp này là it was right next to có nghĩa là nó ngay ở bên cạnh một, ơ là một này ba là quán ba này nó ở ngay bên cạnh một cái quán ba. It was right next to a bar. Right next to ngay bên cạnh. Ngay bây giờ là right now. Đúng không ạ? Ngay sau đó là right after. Ngay sau đó um, ngay ở đây là right here đấy thì các bạn ghép nó vào nhá ghép nó vào chứ đừng nhớ từ mới là từ right là thế này từ next to là thế kia mà các bạn hãy nhớ luôn cả cụm là right next to ngay bên cạnh right now ngay bây giờ right after ngay sau đó đó thì nhớ luôn cả cái cụm này luôn đi right cộng với lại giới từ chỉ vị trí là cũng nghĩa là ngay above so loud so có nghĩa là quá đúng không ạ loud có nghĩa là ồn ào tìm những từ có thể có được có, nếu mà tìm được những từ đồng nghĩa với từ loud thì, thì tốt quá. Ví dụ như là so noisy. Đúng không ạ? So noisy cũng là ồn oh ào hoặc là so busy. Busy là bận rộn, uh, đông đúc hoặc là so crowded là đông đúc chen chúc, đúng không So crowded. Đấy, thay thế vào đây để để nhớ khoảng hai ba từ mới. I couldn't tôi đã không ngủ được. Đã tôi đã không thể, đúng không? I couldn't tôi đã không thể nhé. Có thể là can đúng không ạ? Thì quá khứ là can trở thành là could. Thế còn không thể thì lại là couldn't đúng không ạ? I couldn't sleep. Là ngủ well là tốt. I couldn't sleep well. Tôi đã không ngủ tốt. Đúng không ạ? Thì hỏi bạn là bạn có ngủ ngon không? Các bạn hỏi là Did you sleep well? Bạn có ngủ ngon không đúng không ạ? No, I didn't sleep well. Tôi đã không ngủ ngon. Đấy. Tiếp theo này. I guess. Guess ở đây có nghĩa là đoán. À khi mình đoán cái gì đó mình là I guess Tôi đoán rằng I guess that Có thể thêm từ that vào đằng sau hoặc không tùy I guess tôi đoán rằng I guess tôi đoán này The food Thức ăn này Was delicious Delicious là ngon miệng Đấy Was delicious Ngon miệng Thì đồng nghĩa với từ ngon miệng Các bạn có thể tìm từ tasty Cũng là từ ngon Từ uh, mùi vị rất là tuyệt vời uh, The food was tasty Thức ăn rất là tuyệt vời Thức ăn rất là ngon đúng không thế vào đây it was tasty it was delicious wasn't it có đúng không nào à đây cái từ wasn't it ở mình viết ở đây nó hơi bị xấu bạc wasn't it có nghĩa là có phải không nào đây là một dạng câu hỏi đuôi cái câu hỏi đuôi này thì nó uh, thôi cái vấn đề là thuộc về ngữ pháp thì các bạn nếu mà ai mà không hiểu về câu hỏi đuôi các bạn nhắn lên cho mình hoặc vào fan facebook của mình mình sẽ um, sử dụng cho các bạn về cái câu hỏi đuôi là như thế nào nôm na là như thế này thức ăn ngon miệng khẳng định này có đúng không nào đúng thế chứ câu hỏi đuôi có nghĩa là người ta hỏi là kiểu như là dạng như là đúng không gần như cái người nói gần như là xác định cái điều đó là điều thật đúng thì cái câu này là bên này vế này là vế khẳng định thì về sau là vế phủ định nó đi phủ định của động từ to be đi hoặc là phủ định của chỗ phụ uh, phủ định ở chỗ động từ đi thì sẽ tạo thành câu hỏi đuôi đây là một trong dạng cách đặt câu hỏi the food was delicious wasn't it đúng không nào cái dịch này là wasn't it đúng không nào các bạn tìm hiểu về câu hỏi đuôi nhá The food was fine. Fine ở đây có nghĩa là ngon, tốt. Ngon. The food was fine. Sử dụng là was đúng không ạ? Động từ to be của uh, is. But it was too spicy. À nhưng nó too là quá. Spicy là gì nhỉ? Spicy là cay. It was too spicy for me. Nó là cay đối với tôi. It was too spicy for you. Nó rất là cay đối với bạn. Oh, Ví dụ như là bây giờ mình hãy bạn các bạn hãy hình dung các bạn hãy tập tự tập nói ví dụ như là đừng ăn nó, nó rất là cay cho bạn đấy. Các bạn nói là oh. Oh, don't eat it. Don't eat it. Đừng ăn nó. It's too spicy for you. Nó quá là cay cho bạn đấy. It's very spicy for you. Đấy. Thì bạn các bạn hãy áp dụng và lấy các các ví dụ nha. Spicy là nó quá cay, too spicy là quá cay này. Thì các bạn các từ khác thay thế vào đây, ví dụ mình có từ Salti là mặn. chỉ là mặn. đấy. Mình tìm được cái từ như là salty là mặn nè. hoặc là từ ngọt, đắng gì đó mình cho thay thay thế vào đây và nói mình nói thành câu It was too spicy for me đối với tôi. And the waiters, waiters là những người bồi bàn. Thay thế những người bồi bàn bằng từ staff. And the staff, staff có nghĩa là nhân viên. Nhưng mà nhân viên Đấy, tức là mình nói chung là kể cả giám đốc cũng là nhân viên trong khách sạn đó mình nói but the staff were unfriendly. Nhưng mà nhân viên thì rất là không thân thiện. Nhưng ở đây người ta nói uh, trong bài này mình đang nói ý nói về uh, những người bồi bàn thôi mình dùng từ waiters. Đấy. So the waiters were unfriendly. Unfriendly có nghĩa là không thân thiện. Friendly các bạn đều biết rồi, là từ thân thiện. Unfriendly có nghĩa là không thân thiện. Thì bây giờ tại sao chỗ đây lại dùng là were? Bởi vì là the waiters là những người bồi bàn đây là số nhiều à, nó ám chỉ từ they là họ hoặc là chúng nó hoặc là bọn họ they là nhiều người đúng không thì đi phải đi với lại were số nhiều chúng ta phải dùng với lại were giả sử chỗ này là ơ nhá là một này a waiters không có sc này thì chỗ này phải là was à, a waiter was unfriendly nhưng bởi vì trong bài của mình cho nên là waiters là trong cuộc hội thoại là những người bồi bàn thì không thân thiện là thì lại phải dùng là were. I'm, ok, I'm friendly. Oh, I'm so sorry to hear about that. Nhớ luôn cả cụm từ là sorry to hear. Là sorry to hear có nghĩa là lấy làm tiếc nghe về cái gì đó. Nhớ luôn. Thì bây giờ là tôi rất lấy làm tiếc là I'm so sorry. Tôi rất lấy làm tiếc to hear about it. Tôi rất lấy làm tiếc khi nghe về cái điều gì đó. Nhớ luôn cả cụm từ so sorry to hear cái gì đó trong chấm chấm, à có một cái cụm nữa là so uh, là sorry for cái gì đó là cũng là uh, sorry for là giống như là um, lấy làm tiếc vì điều gì đó cái này là lấy làm tiếc đã nghe về cái vấn đề gì đó còn một cái là sorry for giống như kiểu như là lấy làm tiếc vì cái điều gì đó ví dụ như mình thấy uh, nếu mà người bạn của mình mà trong gia đình có người thân mất chẳng hạn mình có thể mình để đến nói là oh I'm so sorry for your loss tôi rất lấy làm tiếc về cho sự mất mát của bạn đúng không ạ so say ở uh, am này am so sorry này for for là cho cái gì đó for your của bạn này lost là sự mất mát lost là sự mất mát đúng không ạ so I'm so sorry for your loss. Tôi rất là lấy, lấy làm tiếc về sự mất mát của bạn. Còn tôi rất lấy làm tiếc khi nghe về điều đó. I'm so sorry to hear about that. Hoặc là that hoặc là it cũng được. Các bạn thấy thế tôi ít được. I'm so sorry to hear about it. Cũng được, chả sao cả, đúng không? It was unforgettable. -un unforgettable là không thể quên được, không bao giờ quên được, không thể quên được. Đó là, nó là. Ít ở đây các bạn cũng có thể dùng từ that cũng được. Chả có làm sao cả. Ít là nó, thì bây that là đó. Đó là that was, hoặc là it was, chả sao cả. It was un, N này. Un là một này. Đứng trước năm uế oải cho nên là u là ế quả đúng không ạ năm uh, nguyên âm cho nên là phải dùng là n không phải không được dùng là ơ It was an, đó là một unforgettable trip Trip là chuyến hành trình, chuyến đi Chuyến đi như thế nào? Không thể quên được Là một chuyến đi hành trình không thể quên được In my life, in là trong in my life là trong cuộc đời của tôi Thế bây giờ các bạn phải thay thế từ unforgettable này Các bạn lấy các từ khác, mình lấy ví dụ như là từ Incredible Incredible có nghĩa là không thể miêu tả được Bạn có thể nói là It was an incredible trip in my life Đó là một chuyến hành trình không thể miêu tả được trong cuộc đời của tôi hoặc là các bạn có thể dùng từ khác ví dụ như từ memorable, memorable có nghĩa là đáng nhớ thì các bạn lại phải ghép vào đấy it was a chỗ này trường hợp trường hợp này các bạn lại phải dùng là a bởi vì bắt đầu bằng từ m đúng không ạ it was a memorable trip in my life đúng không nhỉ và cái từ đấy để tạo thành cái bài của mình và từ cái bài ngắn như thế này các bạn phải biết tạo ra cái bài dài hơn dài hơn là của bạn đó là cái cách để các bạn tự nhớ từ mới. Mấy giờ Ok, thế bài hôm nay học đến đây. Hôm nay xin được kết thúc bài hôm nay hơi dài một chút. Các bạn có thể tự thực hành với bạn của bạn nhé Và các bạn hãy Cho đón video 21 của mình. Video 21 của mình thì chúng ta sẽ học về cái gì đây? Video 21 của mình chúng ta sẽ nói về Uh, cuộc phỏng vấn uh, rất là hữu ích cho các bạn mà đang tìm kiếm uh, công việc làm đúng không ạ? Mình sẽ uh, hướng dẫn các bạn về cuộc hội thoại phỏng vấn giữa hai người đi uh, xin việc với nhau. Đói, ok, ok, nào, bây giờ các bạn trả lời cho mình mấy câu hỏi. Ví dụ, How was your yesterday? Ngày hôm qua các bạn như thế nào? What did you do last night? Tối hôm qua bạn đã làm gì? How was your Last birthday uh, sinh nhật của bạn lần trước thì như thế nào? Và bài tập cho các bạn là các bạn hãy viết một cuộc hội thoại ngắn hoặc một bài văn ngắn miêu tả về một uh, chuyến hành trình gần đây nhất của các bạn và các bạn uh, up lên trên cái uh, trang Facebook của mình là uh, học nhanh tiếng Anh. Mình có thời gian mình sẽ chữa cho các bạn. Đấy, mình sẽ hướng dẫn các bạn là đúng sai như thế nào. Thì cái đấy là mình sẽ hướng dẫn các bạn là như thế nhé. OK, thì bài học hôm nay đến đây mình sẽ được kết thúc. À, thực hành thì các bạn tự 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 thực hành nhá, vì nó dài quá các bạn làm video dài dài quá các bạn lại không xem, mà làm video mà chả ai xem thì nó chán đúng không ạ? thì sau các video này thì mong các bạn mỗi lần xem video các bạn để cho mình một một cái like làm như thế rất là hữu ích đối với video của mình và comment ở ở bên dưới uh, như thế nào uh, Chê bài các loại. Thứ trên đời mình rất là rất là cảm ơn các bạn và ai xem thì đừng quên sắp cái kênh cho mình và ấn chuông bởi vì là khi nào mình ra video mới các bạn sẽ nhận được cái cái, cái 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 bài học của mình và đừng quên theo dõi cho mình nhá ok bây giờ xin được tạm biệt các bạn uh, thank you very much for watching and bye for now ok bye bye have a nice day